là Đạo, cục toàn thể hội thi, là đơn vị chuyên trách tham mưu giám đốc công an tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và đây sẽ là đơn vị thứ hai gửi đến hội thi phần thi sân khấu hóa với chọc cải lương, câu chuyện giao thông, uống rượu bia thì không lái xe. Xin chào đón phần dự thi của đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông. Phần thi sân khấu hóa của đội thi Phòng Cảnh sát Giao thông xin được phép bắt đầu. Thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí, trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau với quyết tâm cao đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện và xử lý hơn 25.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hành vi vi phạm về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ còn khá phổ biến. Đến với hội thi Cảnh sát Giao thông giỏi lần này, đội thi Phòng Cảnh sát Giao thông với mong muốn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, thực hiện tốt chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Thông qua chập cải lương sau đây, chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp: đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của các ngành chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Hãy nhắc nhở nhau về an toàn giao thông mỗi khi tham gia giao thông. Chập cải lương, uống rượu bia thì không lái xe, tác giả Ngọc Ngân, với các vai diễn Trần Việt Khái trong vai ông Hai, Trần Thị Ngân trong vai bà Hai, Phan Nhật Trường trong vai Út con ông bà Hai, Nguyễn Phước Tùng trong vai ông Thành trưởng ấp, Trần Chí Linh trong vai ông Bảy, Trần Tấn Xin trong vai Tý chủ quán nhậu, Lê Cẩm Phụng trong vai Phụng cảnh sát giao thông. Và sau đây mời tất cả các đồng chí cùng thưởng thức chập cải lương. Vô hôm nay con vợ mình không có nhà, mình chơi xả láng xá về sớm, không biết giờ này anh Hai ổng ở đâu nữa, biết để điện thoại ổng thử. Alo, nghe anh Bảy ơi, đang ở đâu vậy chiếc hũ? Tôi đang đưa mấy đứa nhỏ đi học, có chuyện gì không anh Bảy? Có một chuyện rất là quan trọng. Chà chà chà, nghe cái giọng này là tôi nghi nghi nghe. Bây giờ ông chạy qua quán thằng Tí mềm liền đi. Trời trời trời, bữa nay gan bữa nay dám rủ tôi qua quán của thằng Tí mềm. Rồi vợ con ông đâu? Vợ tôi không có ở nhà, bây giờ ông qua liền nha. Rồi rồi rồi, vậy hả? Vậy tôi qua liền. Ok. Chủ quán, chủ quán đâu rồi? Chủ quán. Dạ có em. Có gì không ăn? Có mồi mồi nào ngon ngon không? Quán em thì bao la. Anh muốn ăn chín trời, chín nước hay là bờ dâm? Cho cái menu đi. Dạ. Dạ menu của em nè, nhiều thứ, đủ thứ món, phải chăng giá cả lắm anh? Sao mà chỗ nào chỗ nấy chích chụp nhau vậy? Trời ơi, chắc cặn đó, chích chụp em chập má thì nè. Không mà cái món nào nó cũng mát hết trơn á. Trời ơi, quán em á là rẻ nhất vùng này anh, rẻ hơn mấy nhà hàng khách sạn đó anh. Con cho con không mực đi. Kìa còn gì nữa không? Chai ngủ. Kìa còn gì nữa không? Không. Mới sáng sớm, trời ơi tưởng đâu ăn mặc bẩn tọn, ăn chi viên nước hoa thơm phức, mà vô cho anh con khuôn mừng có gì nữa không? Cho anh tiền uống thuốc đi. Chắc làm phá sản sớm quá. Thôi, bắt tay cho chắc đi. Vậy cha nội sáng sớm xỉnh rồi vậy? Anh không biết, sáng giờ tôi dẹp mấy để xong hết rồi. Cha nội này thiết thấy. Thôi, vô đi, vô đi. Vô ngồi. Vậy mọi mạng gì đâu, có thấy gì đâu. Kêu gọi. Chủ quán đem mồi. Dạ. Đâu? Con khu mực của anh đây.
chai rượu thuốc của anh đây cho anh hai cái ly, tặng anh dĩa đậu phộng, hai anh ăn uống vui vẻ nha. Thấy không anh hai, có uy tín không? Vậy là cao lương mỹ vậy mà ông đãi tôi đó hả? Chồng này bao cái này được vậy giờ vô cái đi. Chồng này bao rồi ta thấy im à. Vô cái đi vô. Lâu ngày không có gặp anh Bảy rồi đó nha. Vô cái nữa coi. Dạ ông đi Sài Gòn này thiệt chi tôi thấy ông vui quá mà. Đây này vô. Anh Bảy à, tôi bây giờ tôi nói với anh nè, qua nhậu á nãy giờ cũng lâu rồi đó, tôi sợ vợ tôi ở nhà nó đợi, tôi đưa mấy đứa nhỏ đi học mà nghỉ tình anh rồi tôi qua nhậu với anh. Nên bây giờ tôi cũng phải về chứ không thôi là bà quánh tôi rồi bà chửi tôi chết trời nội ơi. Anh yên tâm đi, chơi đi. Một lát tôi kêu gáp đỡ anh về. Cái gì? Gáp hả? Ồ, tôi không cần. Tôi chịu. Một lúc nữa ha, anh nhậu á, anh về cái đường nhỏ cho tôi. Giao thông á, họ mới vô. Mấy cái xe bự cầm cành nó đâu có vô cái đường nhỏ được. Tôi kinh nghiệm mày. Chí lý. Chí lý à? Vô cái nữa coi. Mấy cái lần trước á là đi cái đường lớn không mà bị phạt 4-5 lần này. Bây giờ là tôi nói với anh Bảy vậy đó nha. Về phải đi đường nhỏ nha, cẩn thận ha. Vô nha. Bây giờ anh Bảy à, tôi đi giải quyết cái bầu tâm sự của tôi cái này. Chỗ qua gì cho nội? Đâu có. Tôi đi chết tù, chết tù. Đợi tôi nhanh nha. Biết rồi. Đau quá vậy đó. Anh hai à, anh trốn ra anh hai. Ê cha nội, trả tiền cái sổ đi. Cái cha nội này nhậu 10 lần 10 lượt á là ghi sổ mà không thấy có trả tiền bổng gì hết trơn á. Làm ăn cái cha nội này á có ngày bán quán. Trời ơi là trời. Trời, cái ông này đưa thằng nhỏ đi học đây đó có chút xíu mà vậy mà đi từ sáng tới giờ. Mình làm sao mình lên xã chịu liên quan tìm hiểm an toàn giao thông đây. Chồng với con biết người thành cái tật à. Ở nhà thì thôi, còn ra đường á là biệt tâm biệt dạng à. Bực mình, ông mà về thì biết tay tôi. Xe ơi ở lại anh về, để anh lội bộ dễ bề quẹo cua. Trời còn lúc nắng lúc mưa, lên dôi xuống chó, người xưa đã từng. Bà ơi, tôi đã về nè. Bà ơi, tôi về nè. Cái gì? Nhà tôi ở đâu trơn, không thấy vợ con gì trơn đi trời. Bà ơi, chồng yêu của bà về nè. Ủa, về rồi đó hen. Ủa sao không đi luôn đi? Ông hai à, ông ăn nhậu. Ông không biết chán hả ông hai? Mà nói tôi chán tôi à. Ủa mà bà chán tôi nào mà sao tôi không biết. Mà lý do làm sao bà chán tôi đâu bà nói tôi nghe cậu. Trời ơi, thì ông coi lại mình dùng cái đi. Sức khỏe là thì chẳng bằng ai. Mà sáng say rồi chiều xỉn. Bộ ông nhậu ông không biết sợ. Ông không biết ngán hả ông hay? Sao bà biết tôi không biết sợ, không biết ngán? Tôi á, bắt đầu tôi ngán rồi đó. Trời ơi, ông mới bắt đầu thôi đó hả? Là cái trời lãi Phật à. Ủa mà ông nói thì cũng nguyên nó nói đó. Cái chồng yêu của bà nói chứ ai nói. Mà tôi ngán là tôi ngán công an. Tôi sợ cảnh sát giao thông thôi. Phạt tôi 4-5 lần rồi không sợ sao được. Cái gì? Ông nói sao? Ông bị phạt 4-5 lần hả ông hai? Trời ơi là trời. Rồi sao ông giấu tôi? Rồi làm sao ông bị phạt gì ông hai? Rõ
Rồi rồi, bà bình tĩnh. Yểm lại như vậy nè. Yểm bình tĩnh. Tôi kể bà nghe. Đầu tiên tôi chạy ban đêm xe xong đèn. Lần hai công chiếu hậu nhìn sao. Ông ba ra quốc lộ á. Là ra ba lần. Thích quá mà. Lần này á, chứ Phạm nữa là bốn lần. Nhậm tổ con lên phát xì mầm. Vi phạm quy định là phạt tán tiền lưu động. Ôi, những gì á, lúc nào thấy điếu. Vừa thôi chứ. Cái nón. Còn cái chiếc xe đâu? Trời ơi là chẳng cái chiếc xe của tôi đâu. Cái chiếc xe của tôi đâu mà ông đi bộ về vậy ông hai? Ờ, bà nhắc tới thì tôi mới nhớ. Nhớ cái gì? Bà cũng biết tôi là cái tay lái lụa ở cái xóm mình. Mà sao hồi nãy tôi chạy cái xe nó cứ quẹo qua rồi nó quẹo lại. Thì ông xin cái gì nữa? Chồng bà đó giờ làm gì có chuyện xỉn. Mà không chịu xỉn à? Dạ lại á, đi vô cái đường nhỏ đó trơn. Rồi cái xe nó hết xăng nữa. Bất bội tôi quăng ra đường. Lợi bộ tôi nó chắc ăn. Trời ơi, tôi nói vậy là ông bỏ được chiếc xe ông hai. Bỏ cho biết sao. Ông hai ơi là ông hai. Ông bỏ. Hay ông gửi nó ở đâu. Ông đã hôm nay còn nhớ. Định đi tìm nè, con nhờ chú và chị tìm giúp con được không? À, cái vụ chiếc xe ba con hả? Vụ này chú biết rồi, chú mới qua tới tìm con nè. Ủa, anh nói vậy là sao không anh? Để cho Phụng nói chị hai nghe. Dạ, thưa thím, chú hai á, để cái xe ngoài bờ ruộng nhà ông Năm á, có người thấy báo cho con nên con á với chú Thành á mới đem về giùm luôn đó thím. Còn cái chìa khóa thì ảnh qua cái đầu, tôi cho Phụng tìm mãi mà không có thấy. Nên đành dắt về để về trước đó, chị hai. Trời ơi, nói vậy là cái số nhà tôi không ít của. Dạ cảm ơn chỗ anh Thành với chỗ bé Phụng nhiều lắm nha. À mà nãy giờ nó lâu nói chuyện, quên mời anh Thành ngồi, Phụng ngồi với con. Dạ được chị hai. Phúc Phúc, còn gà sao á, con lấy nước mời chỗ chú Thành với chỗ chị Phụng uống đi con. Dạ. Trời ơi, nói thiệt chứ cảm ơn dữ trời lắm. Nãy giờ tôi tưởng mất luôn cái chiếc xe rồi chứ. Thiệt á. À, tôi cảm ơn chú Thành với chú Phụng nhiều lắm nghe. Trời này vụ chiếc xe này á mà hồi nãy á bả ngắt bả nhéo rồi bả đánh tôi túi bụi luôn. Ừ mà nhờ vậy tôi tỉnh rượu ra luôn ta. Cảm ơn. Con mời chú con mời chị uống nước. Dạ con xin phép con như trong con học bài. Rồi giờ được con. Mà bữa nào á trời trăng thanh gió mát tôi mời hai người đến nhà nhậu một bữa để hậu tạ ha. Dạ, được được anh. Trời ơi là trời. Nhậu bữa hả? Trời ơi, bo con cùng cách người đừng khác đâu. Dạ, bà này, bà không có biết cái gì hết trơn á. Cách nào là cách nào. Tôi thấy chị có nhậu là hay nhất á.
nhậu lại hay gì? Còn gì nữa? Chào cả nhà. Ôi, chào chiến hữu. Chào anh Bảy. Anh Thành ở đây nữa hả? Anh tới nữa. Nhậu muốn chết. Anh Hai nói đúng á. Nhậu á là hay nhất. Bởi vì chỉ có nhậu mới làm đầu óc con người ta sáng, bình mẫn. Sáng suốt quá em, minh mẫn quá mà. Chứ chút nữa là mất chiếc xe rồi anh Bảy có biết không? Cái ông này, bà nín này thôi, cho bà nín đi. Ông nhắc chi, cho bà chửi tôi nữa vậy cha nội. Anh Hai á, vậy là thông minh rồi đó chị Hai à. Người thông minh dữ chưa? Chứ còn gì nữa, anh Hai nhậu vô á, bỏ xe không chạy. Chứ ở đâu như tôi đâu, nhậu vô chạy xe, bị cảnh sát rồi không, khỏi lụm giam xe cơ mà. Chiến nãy à, con vợ tôi nó biết được á, là nó xử đẹp tôi luôn cho anh coi á. Ê, ê, cái gì mà cho tôi coi? Tôi gì có liên quan gì cái chuyện anh bị bắt xe đâu anh Bảy? Sao không liên quan? Liên quan gì? Đã làm nhau kèo với nhau rồi, sống cùng sống mà chết cùng chết. Vậy mà chưa gì, anh bỏ về trước, để tôi lại một mình à, nên tôi bị bắt vô lộn. Cái anh này lạ chưa? Chuyện anh làm mà khi anh tự chịu, anh đóng thừa cho anh Bảy. Thừa gì? Tôi là tôi vui tính sổ anh đó nghe anh Bảy. Vậy vậy? Tính sổ tôi cái gì? Thì anh nó cứ suốt ngày rủ bia chồng tôi đi ăn nhậu. Ông nó nghe không anh? Cái gì tôi nữa chị bà? Tôi nói với ông hoài hả? Nhậu xỉn say thì làm ơn á, đi gác về cho nó an toàn. Ông cứ đi một mình á, rồi có ngày á, có ngày ông được có hối hận nghe chưa? Trời trời, cái bà này! Này! Tỉnh này! Buông ra, để tôi! Bộ bà muốn tôi như vậy lắm mà gì bà chù éo cho hoài vậy? Tôi không có chù éo hết trơn á, tôi nói là sự thật đó. Tự mà lo cái leo lấy thân đi. Anh Hai à, chị Hai nói vậy là đúng rồi đó anh Hai. Làm sao anh? Anh Hai biết không, tình hình tai nạn giao thông hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy anh Bảy và anh Hai đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe. À, gì đó hả? Có cháu Phụng ở đây cho chú hỏi. Dạ, chú hỏi đi chú. Có cách nào để đóng phạt một cách nhanh nhất mà không biết trường hợp vi phạm của chú là bị phạt bao nhiêu tiền nhanh nhất? Dạ, chú có lấy biên bản không chú? Có. Không người ta. Ủa, anh Bảy, anh bị bắt xe thiệt hả? Dạ, để con coi cho chú. À, ngồi đây, ngồi anh, ngồi cái. Ngồi coi, ngồi đi. Có biên bản luôn đó. Thôi 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 được rồi, bây giờ là cái này cũng không có gấp gáp gì đâu. Tại ông á, mai kia mốc nội mình lên đóng cũng được, không có gì hết. Anh nằm đi. Anh không biết gì chứ á. Ngày mai á, vợ tôi á thăm con tôi học ở Sài Gòn về, nó nói là biết được không? Là tôi xong luôn á. Mặt cha nội gì mà sợ vợ biết. Dạ, thưa hai chú, thưa thím. Chú thím biết không, theo nghị định 100 năm 2019 và nghị định 123 năm 2021 của chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tại điểm E khoảng 8 điều 6 phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, đồng thời tại điểm G khoảng 10 điều 6 tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Riêng cái trường hợp của chú Bảy á, là vi phạm lần đầu nên sẽ bị phạt tiền là 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với. Trời trời, cái gì đó con? Ai à? Dữ vậy trời. Có cách nào? Nằm đọt cột mà tôi không biết đâu. Trời ơi, cứu ông. Dạ, ngoài ra chú có thể sử dụng điện thoại thông minh thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, đăng ký nộp phạt trực tiếp trên tài khoản ngân hàng, sau đó chú đến công an cơ quan để nhận lại xe nha chú. Cảm ơn con nghe. Dạ, con gửi lại chú biên bản. Anh Hai, anh Bảy à, tính mạng con người là trên hết. Việc anh Hai mà xỉn bỏ xe ngoài đường về đến nhà an toàn là cũng ổn lắm rồi, nhưng việc anh bỏ xe ngoài đường không có người trông coi, tạo điều kiện cho tội phạm nó hoạt động, làm mất an ninh trật tự của ấp mình, mà ấp mình hiện nay đang phấn đấu là ấp Châm Quá đó anh Hai. Ồ vậy đó hả? Ông nghe chưa mấy? Rồi, tôi nghe rồi, tôi sẽ cố gắng. Ông Hai à? Con xe ta, con xe gấp chúng
từ đây tôi tìm lối xin chừa. Ông mà may mắn lần này chắc chắn có lần sau, tôi chỉ mong mong chuyện gì cũng nên rồi. Tôi hứa với bà, tôi Nguyễn Văn Hai, tôi Trần Văn Bảy, Nguyễn Tâm, uống rượu bia thì không lái xe. Hoan hô bà, hoan hô chú Bảy. An toàn giao thông là không tai nạn, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Phần thi sân khấu hóa của đội thi phòng cảnh sát giao thông đến đây là kết thúc. Xin kính chúc sức khỏe ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí. Chúc hội thi